Sắc vóc Kim Go-eun, nữ pháp sư phim Exhumer, nhan sắc đẹp lạ đại sứ Chanel. Exhumer, quật mộ trùng ma là tác phẩm điện ảnh gây sốt phòng vé. Số liệu từ Box Office Việt Nam cho biết, tính đến ngày 19 tháng 3, Exhumer vượt mốc 1 triệu vé, đạt doanh thu vượt mốc 100 tỷ đồng chỉ sau 6 ngày khởi chiếu tại Việt Nam. Kim Go-eun là cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi góp mặt trong bom tấn kinh dị. Tái xuất màn ảnh rộng sau 4 năm, cô hóa thân thành công vào vai diễn nữ pháp sư trẻ tuổi Karim. Phân cảnh làm lễ quật mộ trừ tà trong Exhumer nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả quốc tế. Phần thể hiện xuất sắc được kỳ vọng sẽ giúp Go-eun đại thắng nhiều giải thưởng lớn cuối năm nay. Kim Go-eun sinh năm 1991, là nữ diễn viên thuộc phái thực lực của làng giải trí Hàn. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án phim lớn như Yêu Tinh, Bẫy Tình Yêu, Quần Vương Bất Diệt. Trong hơn một thập kỷ làm nghề, cô bỏ túi trong mình nhiều giải thưởng danh giá. Truyền thông Hàn nhận định Kim Go-eun sở hữu nhan sắc lệch chuẩn. Cô không chạy theo xu hướng mắt hai mí, gương mặt V-line mà gây thương nhớ nhờ vi rùa đậm chất Á Đông, đôi mắt một mí, gương mặt bầu bĩnh cùng khí chất thần thái vượt trội, trở thành dấu ấn riêng của Kim Go-eun. Nét đẹp lạ cùng thân hình mảnh mai cân đối của nữ diễn viên lọt vào mắt xanh Chanel. Cô là nữ diễn viên đầu tiên trở thành đại sứ của nhà bút Pháp tại Hàn Quốc vào năm 2019. Trong suốt thời gian đồng hành cùng thương hiệu, cô nhận được đãi ngộ đặc biệt, kiến tạo nhiều khoảnh khắc ấn tượng. Kim Go-eun hiện là đại diện Hàn Quốc duy nhất quảng bá dòng đồng hồ J12 của thương hiệu Chanel. Nữ chính Exhumer khoe mặt mộc trẻ trung không tì vết trên trang cá nhân 6,5 triệu người theo dõi.